Những thông tin đáng chú ý trong bản tin bóng đá Việt ngày 6 tháng 9. Huấn luyện viên Kim Sang-sik xin lỗi người hâm mộ vì trận thua Nga. Thành Chung được chấm điểm cao nhất trận gặp đội tuyển Nga. U22 Việt Nam sẵn sàng đối đầu với U22 Uzbekistan. Xin chào quý vị khán giả thân yêu của BT Play đã đến với bản tin bóng đá Việt ngày 6 tháng 9. Tâm điểm của bóng đá Việt Nam trong ngày hôm qua là trận đấu khai mạc giải giao hữu quốc tế Eibank Cup 2024. Và chúng ta sẽ đến ngay với những dư âm về cuộc đối đầu giữa Việt Nam và đội tuyển Nga trên sân Mỹ Đình vào ngày hôm qua. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam đã có cơ hội hiếm hoi được đụng độ với một đối thủ mạnh như đội bóng đến từ xứ sở Bạch Dương. Dù khoảng cách về trình độ với tuyển Nga là rất xa, nhưng tinh thần thi đấu của các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik xứng đáng được ghi nhận. Chênh lệch về trình độ với cách biệt 81 bậc trên bảng xếp hạng FIFA sớm được đội tuyển Nga cụ thể hóa thành thế trận vượt trội trong khoảng nửa đầu hiệp 1. Sau nhiều nỗ lực chống đỡ, trong đó có tình huống Nguyễn Thành Trung hai lần cứu thua trên vạch vôi, đội tuyển Việt Nam dần chơi tốt hơn. Nhưng đúng lúc đó, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik nhận bàn thua ở phút thứ 24. Sang hiệp 2, khi đội tuyển Nga có phần xuống sức do thời tiết nóng và độ ẩm cao, đội tuyển Việt Nam chơi tốt lên. Tuy nhiên giữa lúc đó, Văn Lâm mắc sai lầm tai hại dẫn tới bàn thua thứ hai. Tới phút 77, tỷ số được ấn định 3-0 cho đội khách. Trận đấu diễn ra trên sân nhà, tôi muốn xin lỗi người hâm mộ vì không thể giành chiến thắng. Cầu thủ của tôi đã nỗ lực nhưng không có được kết quả tốt. Tôi một lần nữa xin lỗi người hâm mộ. Thua trận ngay trên sân nhà Mỹ Đình, nhưng huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn hài lòng với một vài yếu tố trong suốt 90 phút thi đấu của các học trò. Chúng tôi có nhiều thay đổi ở hàng thủ, có một vài thời điểm thể hiện tốt. Chúng tôi đã xây dựng được đội hình, dù không có bàn thắng, nhưng cũng có những thời điểm chơi tốt. Cuộc đọ sức với đội tuyển Nga là trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau 3 tháng. Gần đây nhất, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đã hai trận cuối vòng loại 2 World Cup 2026, thắng Philippines 3-2 và thua Iraq 1-3 hồi đầu tháng 6. Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Nga sẽ gặp Thái Lan vào ngày 7 tháng 9. 3 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ đấu với đội tuyển Thái Lan. Giải bóng đá giao hữu quốc tế LPBank Cup 2024 được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức dịp này để đội tuyển quốc gia có điều kiện cọ sát chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra vào cuối năm. Xét trên bảng xếp hạng FIFA, chủ nhà có vị trí thấp nhất. Duyên ghi bàn vẫn chưa thắm lên với các chân sút áo đỏ. Dù không tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng đội tuyển Nga vẫn có được chiến thắng với tỷ số 3-0 trước đội tuyển Việt Nam trong trận đấu mở màn của giải giao hữu LPBank Cup 2024. Ở trận đấu này, đội tuyển Nga gặp chút khó khăn về việc thích nghi với điều kiện thời tiết oi nóng của thủ đô Hà Nội ở đầu hiệp 1. Tuy nhiên, cơn mưa lớn ở giữa hai hiệp đã phần nào giúp đội khách gỡ bỏ được khó khăn đó. Đội tuyển Việt Nam dù bị đánh giá thấp hơn nhiều so với đối thủ và cũng đã lường trước được kết quả trước khi trận đấu diễn ra, nhưng màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã phần nào mang đến sự vất vả cho các cầu thủ của đội khách. Đội trưởng Oblyakov Ivan bên phía đội tuyển Nga cũng đã có những chia sẻ về cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay, chúng tôi nghĩ đội tuyển Việt Nam là một đội bóng yếu. Nhưng khi trận đấu diễn ra, mọi thứ không như tôi tưởng tượng. Chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong những phút đầu trận đấu. Thậm chí có những thời điểm hàng phòng ngự của chúng tôi bị đội tuyển Việt Nam uy hiếp. Tôi đánh giá cao tinh thần chiến đấu của các bạn. Đội tuyển Việt Nam là một tập thể rất mạnh. Qua một trận đấu, tôi chưa thể đánh giá đâu là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Nhưng với những gì các bạn đã làm được ở trận đấu này, tôi chỉ có thể nói rằng Việt Nam đang sở hữu một tập thể xuất sắc. Do bị FIFA và UEFA cấm vận, đội tuyển Nga không thể chơi trận đấu chính thức nào kể từ khi để thua Croatia với tỷ số 0-1 ở vòng loại World Cup vào ngày 14 tháng 11 năm 2021.
Chính vì vậy, giải giao hữu EP Bank Cup là cơ hội không thể tốt hơn để huấn luyện viên Valery Kapin ra soát lại lực lượng sau quãng thời gian dài các cầu thủ không được thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vào ngày 10 tháng 5 tới được người hâm mộ rất chờ đợi. Đội tuyển Việt Nam đã học hỏi được rất nhiều điều sau trận đấu với Nga. Còn với Thái Lan, huấn luyện viên Masada Isi cũng đang trong quá trình trẻ hóa đội tuyển xứ chùa vàng để hướng tới những giải đấu trong tương lai. Mục tiêu quan trọng nhất của cả Việt Nam và Thái Lan trong giai đoạn cuối năm 2024 chắc chắn là giải vô địch các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN Mitsubishi Electric Cup. Đây là giải đấu mà cả hai đội tuyển đều đặt mục tiêu giành chức vô địch. Chính vì vậy, màn so tài sắp tới rất đáng để chờ đợi. Kể từ sau chung kết AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam và Thái Lan vẫn chưa gặp nhau thêm bất kỳ lần nào. Tuy nhiên, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh vẫn đánh giá rất cao những gì mà đội bóng xứ chùa vàng đang thể hiện. Qua những trận đấu mà Thái đã thể hiện thì đội tuyển Thái luôn có một lối chơi rõ ràng và cái tính tập thể của họ rất tốt. Trận đấu sắp tới sẽ rất khó khăn với Tuấn Anh và các đồng đội. Tuy nhiên, trong bối cảnh đội tuyển Thái Lan có nhiều nhân tố mới, nên việc thích nghi của họ vẫn là một dấu hỏi lớn. Chính vì thế, nếu thi đấu tập trung, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể hướng tới một chiến thắng. Và đó cũng là mục tiêu mà Tuấn Anh và các đồng đội đặt ra ở trận đấu sắp tới. Tất cả bọn em đều mong để có một kết quả chiến thắng. Ở màn so tài này, huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể sẽ có nhiều sự điều chỉnh nhân sự để phù hợp với đối thủ. Đây là cơ hội để những cầu thủ như Tuấn Anh, Quang Hải hay Tiến Linh thể hiện năng lực. Đã từng đối đầu với Thái Lan nhiều lần trong quá khứ, nên chắc chắn toàn đội sẽ đặt mục tiêu rất cao để đem về một chiến thắng dành tặng người hâm mộ trong đợt thi đấu giao hữu lần này. Trận đấu hôm qua là một dịp rất đặc biệt với thủ môn Đặng Văn Lâm. Anh khoác áo đội tuyển Việt Nam để đối đầu với đội bóng nơi mình sinh ra. Nhưng thật đáng tiếc, thủ môn này lại không thể có một cái kết trọn vẹn sau 90 phút của cuộc đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga. Được huấn luyện viên Kim Sang-sik tin tưởng giao trọng trách bắt chính khi đối đầu với đội tuyển Nga. Nhưng đáng tiếc, thủ thành Đặng Văn Lâm lại gây thất vọng khi phải vào lưới nhận bóng tới 3 lần. Trong đó, đáng chú ý là pha phá hụt bóng trong bàn thua thứ 2 của đội tuyển Việt Nam. Sân trơn bóng ướt sau khi trời đổ cơn mưa lớn, cộng mặt sân không quá đẹp, có lẽ phần nào khiến cho Văn Lâm mắc sai lầm. Thì mọi người cũng đều biết là thấy rõ là một phần là lỗi do bản thân mình. Thì bàn thắng đã tới và cũng rất là buồn vì không có giúp được đội tuyển trong bàn thua đấy. Trận đấu này mang ý nghĩa đặc biệt với Đặng Văn Lâm khi anh có bố là người Việt và mẹ là người Nga. Thủ thành sinh năm 1993, vì vậy được huấn luyện viên Kim Sang-sik trao cơ hội bắt chính. Tuy nhiên anh chơi không tốt, dẫn đến hai bàn thua đầu tiên của Việt Nam. Thật sự thì cảm xúc thì rất là tuyệt vời. Trong sự nghiệp cũng sẽ không có nhiều cơ hội như ngày hôm nay được đối mặt với một đội bóng quê mẹ. Theo huấn luyện viên Kim Sang-sik, Đặng Văn Lâm bị áp lực nên mắc sai lầm, nhưng ông sẽ không trách móc và muốn học trò phải tự vượt qua được khó khăn này. Tôi nghĩ Văn Lâm gặp rào cản tâm lý, áp lực trước đội tuyển Nga. Tôi sẽ không nói gì thêm với Văn Lâm sau trận, anh ấy phải vượt qua điều này. Nhìn chung, cậu ấy đã thi đấu tốt. Bàn thua thứ hai của đội tuyển Việt Nam có thể có một phần lỗi của thủ môn, nhưng hậu vệ cũng có lỗi. Trên sân chẳng có gì là hoàn hảo và những tình huống như vậy vẫn có thể xảy ra. Tôi không nghĩ bàn này ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu. Điều quan trọng nhất là đội tuyển Nga đã ghi bàn từ trước đó. Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Nga sẽ gặp đội tuyển Thái Lan vào ngày 7 tháng 9. 3 ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu với đội tuyển Thái Lan. Màn trình diễn của các học trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể cảm nhận được sự cố gắng, đặc biệt là ở trong hiệp đấu thứ hai khi chúng ta vùng lên và tạo ra được những cơ hội. Điều này thể hiện qua việc trang SofaScore chấm Văn Trường Hùng Dũng được 6,8 điểm hay Quế Ngọc Hải được 6,9 điểm. Rất bất ngờ nhưng hoàn toàn xứng đáng khi trung vệ Thành Trung được chấm số điểm đặc biệt cao là 7,5. Đây là điểm số cao thứ 3 của trận đấu hơn hầu hết các cầu thủ Nga khác và chỉ kém bộ đôi ghi bàn cho tuyển Nga là Musaev 8,2 điểm và Kuzaev 7,8 điểm. Thực tế trên sân chứng minh Thành Trung hoàn toàn xứng đáng với điểm số trên.
Anh có 3 pha giải nguy, 2 lần ngăn chặn thành công cú sút liên tiếp trên vạch vôi, 3 lần tranh chấp bóng tay đôi thành công và 4 lần không chiến hiệu quả đạt tỷ lệ 100%. Ngoài ra trung vệ này còn thực hiện thành công 42 trên 47 đường chuyền, tỷ lệ chính xác là 89%. Thậm chí Thành Chung chơi chân tốt đến mức huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thử nghiệm kéo anh lên đá tiền vệ khi chuyển sơ đồ 3-4-3 lên thành 4-3-3 trong hiệp đấu thứ hai. 20:30 tối ngày 5 tháng 9, chuyến bay đưa đội tuyển Thái Lan đến Hà Nội đã chính thức hạ cánh ở sân bay Nội Bài. Ngay sau đó, thầy trò huấn luyện viên Masatada Ishii đã nhanh chóng di chuyển đến khách sạn Grand Palace để nghỉ ngơi. Đây cũng là nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam. Điều đó đem đến sự thú vị giữa hai đại diện đến từ Đông Nam Á tham dự giải đấu lần này. Do chặng bay chỉ kéo dài có 2 tiếng nên ban huấn luyện và các cầu thủ Thái Lan không mệt mỏi mà rất phấn khởi. Các cầu thủ trò chuyện với nhau rất vui khi có mặt tại khách sạn. Việc luân chuyển hành lý diễn ra nhanh gọn dựa theo yêu cầu teamwork từ huấn luyện viên EC. Ngay sau khi làm thủ tục check-in, đội tuyển Thái Lan được sắp xếp ăn nhẹ trước khi trở về phòng nghỉ ngơi. Về lực lượng, đội bóng của huấn luyện viên Masatada Ishii có tổng cộng 45 thành viên, bao gồm 22 cầu thủ và 23 thành viên trong ban huấn luyện. Huấn luyện viên người Nhật Bản triệu tập đến 10 cầu thủ lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia và phần lớn nằm ở độ tuổi U23. Đội tuyển Thái Lan sẽ có buổi tập chính thức trên sân vận động Mỹ Đình vào chiều tối ngày hôm nay trước khi bước vào trận đấu diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 7 tháng 9. Sau đó 3 ngày, đoàn quân của huấn luyện viên Masatada Ishii sẽ đối đầu với chủ nhà Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 10 tháng 9. Tại Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam đã trải qua trận thua đáng tiếc trước đội chủ nhà ở giải giao hữu CFA Team China 2024. Phía trước, thầy trò quyền huấn luyện viên trưởng Đinh Hồng Vinh là đối thủ được đánh giá rất cao khác U22 Uzbekistan. Và những bài học từ thất bại ngày ra quân sẽ cần được phân tích để giúp U22 Việt Nam có kết quả tích cực hơn tại giải đấu trên đất Trung Quốc. Sau trận ra quân không được như ý trước U22 Trung Quốc, đội tuyển U22 Việt Nam lập tức chuẩn bị để sẵn sàng cho trận đấu thứ hai tại giải giao hữu CFA Team China 2024. Dù thất bại trước đội chủ nhà, song U22 Việt Nam vẫn để lại nhiều điểm sáng về chiến thuật và cá nhân. Đặc biệt, đội bóng của huấn luyện viên Đinh Hùng Vinh còn có lúc tỏ ra lấn lướt trước U22 Trung Quốc và đã có nhiều cơ hội để kết thúc trận đấu bằng một chiến thắng. Dẫu vậy, thì các học trò của huấn luyện viên Đinh Hùng Vinh đã phải nhận thất bại ở phút 90. Ở lượt trận thứ hai, U22 Việt Nam sẽ chạm trán U22 Uzbekistan vào ngày 7 tháng 9. Đây có thể xem là thử thách khó khăn hơn so với trận ra quân, bởi U22 Uzbekistan có lối chơi áp sát, kỷ luật. Chưa kể đây là đội bóng giàu thành tích hơn Trung Quốc ở các sân chơi bóng đá trẻ. Vì lẽ đó, U22 Việt Nam cần phải sẵn sàng cho một cuộc chiến về thể lực, tâm lý lẫn sức chịu đựng để hạn chế những sai sót có thể xảy ra. Sau trận đấu với U22 Uzbekistan, U22 Việt Nam sẽ kết thúc chuyến tập huấn bằng cuộc so tài với U22 Malaysia vào ngày 10 tháng 9. Thông qua giải giao hữu này, ban huấn luyện sẽ rà soát, đánh giá năng lực cầu thủ để xây dựng lực lượng U23 Việt Nam tham dự SEA Games và vòng loại U23 châu Á 2026 sẽ diễn ra trong năm 2025. Vòng chung kết giải U15 quốc gia cúp ASEAN Cup 2024 đang diễn ra hấp dẫn ở Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ BVF. Sau các trận đấu cuối cùng của bảng C, 8 đội bóng giành quyền vào tứ kết đã được xác định. Và những hình ảnh về sân chơi trẻ này sẽ khép lại bản tin bóng đá Việt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các nội dung tiếp theo trên hệ thống WebBT Play. Tại lượt trận cuối cùng của bảng C vòng chung kết U15 quốc gia 2024, Sông Lam Nghệ An đã chắc chắn sẽ đi tiếp. Vì vậy, họ đã có những điều chỉnh về nhân sự và chiến thuật, hòng giành được kết quả có lợi trước Long An. Nhìn chung, đội bóng xứ Nghệ vẫn chơi trên cơ đối thủ nhưng không còn áp đảo như các trận đấu trước. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa không đều và đây được xem là kết quả có lợi với Long An. Bước sang hiệp 2, Long An vùng lên mạnh mẽ và có bàn thắng ở phút 54. Để thua đối thủ, huấn luyện viên Nguyễn Văn Tiến lập tức tiến hành thay đổi người nhằm cứu vãn tình thế và tới phút 80, Văn Tú đã dứt điểm tung lưới Long An để gỡ hòa một đều. Trận hòa này đủ để giúp cho Sông Lam Nghệ An duy trì ngôi đầu bảng C. Ở trận đấu còn lại của bảng C, Đông Á Thanh Hóa đồng đội FP Bank Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu quyết định tới ngôi nhì bảng. Tuy nhiên, đội bóng xứ Thanh vẫn mắc phải một số sai lầm cũ. Họ thi đấu tốt và không hề thua thiệt đối thủ nhưng lại bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn. Vì lẽ đó, U15 Đông Á Thanh Hóa đã phải trả giá đắt ở phút 38 khi Đỗ Văn Minh mở tỷ số cho U15 LP Bank Hoàng Anh Gia Lai. Bước sang hiệp 2, đội bóng Phú Núi tiếp tục duy trì thế trận chắc chắn. Họ khiến Đông Á Thanh Hóa phải gặp nhiều khó khăn. Dẫu vậy, tới phút 90+5, Bùi Thanh Bình trở thành người hùng cho U15 Đông Á Thanh Hóa với bàn thắng ấn định tỷ số hòa một đều. Như vậy, bảng C có 3 đội bóng đi tiếp, gồm có Sông Lam Nghệ An, LP Bank Hoàng Anh Gia Lai và Đông Á Thanh Hóa. Bảng B có 2 đại diện gồm Thể Công Viettel và Bà Rịa Vũng Tàu. Còn bảng A có SHB Đà Nẵng,
PVF và Đồng Nai. Tại lượt trận thứ hai của giải Futsal U20 vô địch quốc gia 2024, bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội bóng lừng danh Sahako đã phải nhận thất bại nặng nề trước đối thủ Đạt Vĩnh Tiến. Ở những phút đầu tiên, Đạt Vĩnh Tiến đã thi đấu áp đảo và tới phút thứ tư thì Lê Xuân Vũ mở tỷ số sau một tình huống xử lý khéo léo trước khi sút tung lưới đối thủ. Sang hiệp 2, Đạt Vĩnh Tiến có bàn thắng nhân đôi cách biệt từ một tình huống phản công và người ghi bàn là Hữu Đạt. Chỉ 5 phút sau, Đức Minh nâng tỷ số lên 3-0 với một pha xử lý ngẫu hứng ở một góc rất hẹp. Tiếp đó Lương Duy Bảo khép lại mọi hy vọng có điểm của Sahako với một tình huống dắt bóng rồi dứt điểm khéo léo ở trung tuyến. Tất cả những gì Sahako làm được trong quãng thời gian còn lại là bàn thắng danh dự của Nguyễn Văn Trà. Chiến thắng ấn tượng này giúp cho Đạt Vĩnh Tiến có được khởi đầu thuận lợi tại giải Futsal U20 vô địch quốc gia 2024. Và những thông tin về giải đấu này sẽ được FPT Play cập nhật trong các bản tin tiếp theo. Bài kiểm tra khắc nghiệt cho huấn luyện viên Kim Sang-sik. Đội tuyển Việt Nam đương đầu với những thách thức. Đội tuyển Nga, đội tuyển Thái Lan. Giải bóng đá giao hữu quốc tế FP Bank Cup 2024 bắt đầu từ ngày 5 tháng 9, trực tiếp trọn vẹn trên FPT Play. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.